chào quý vị khán giả. Hôm nay Dr. Khỏe Hàng Ốc tới đây để hướng dẫn cho Ốc một cái món ăn độc đáo nè. Nóng lòng quá, bây giờ Ốc phải vào bếp ngay liền mới được. Chào Dr. Khỏe, Ốc đến như đúng hẹn rồi nha. Hôm nay Dr. Khỏe giới thiệu Ốc món gì vậy? Chào Ốc Thanh Vân, Ốc có biết bạn nhỏ này hay không? Em chào chị Ốc xinh đẹp ạ. Chào em, đây là em Su Su chứ còn ai nữa. À, như vậy là hôm nay Dr. Khỏe giới thiệu món gì đó có liên quan tới Su Su phải không? Đúng rồi, Dr. Khỏe sẽ giới thiệu món Su Su ngâm chua ngọt cho Ốc và quý vị khán giả biết nha. Nguy rồi mọi người ơi, chim sẻ ở ngoài sân đang cầu cứu và muốn gặp Dr. Khỏe kìa. Trời, cái gì mà gấp gáp quá vậy Dr. Khỏe? Chắc là chim sẻ có cái chuyện gì đó cần chúng ta giúp đỡ rồi Dr. Khỏe. Hay là mình cùng đi ra ngoài coi là có chuyện gì hay không nha Dr. Khỏe. Được rồi, chúng ta cùng ra đó xem đi nào. Chắc chim sẻ bị tăng động do lo lắng quá rồi. Chim sẻ ơi chim sẻ, thôi em đừng có bay vòng vòng nữa. Em cứ bay lại đây nè, rồi có chuyện gì thì mọi người giúp cho em. Wow, Dr. Khỏe và chị Ốc đã xuất hiện, mẹ mình được cứu rồi. Ủa, vậy là mẹ em đang gặp cái vấn đề gì đó chứ không phải là em hả chim sẻ? Nãy giờ mọi người ai cũng tưởng là em gặp chuyện không hà. Mẹ của chim sẻ đang cần Dr. Khỏe giúp gì thế? Dạ đúng rồi, mẹ con đang mang thai, mẹ hay khát nước và đi tiểu nhiều. Con sợ mẹ bị đái tháo đường thai kỳ lắm ạ. Wow, công nhận là chim sẻ lo lắng và chăm sóc mẹ chu đáo ghê chứ kìa. Nhưng mà có cái cách nào đó để giúp mẹ của chim sẻ ngăn ngừa được tình trạng đái tháo đường trong thai kỳ vậy Dr. Khỏe? Mọi người cứ yên tâm, có Su Su đây á thì sẽ giải quyết được vấn đề đó thôi. Tại sao bạn Su Su lại giúp các mẹ bầu ngăn ngừa được chứng đái tháo đường thai kỳ vậy Dr. Khỏe? Su Su có tổng lượng carbon hydrate thấp, lại chứa nhiều chất xơ hòa tan. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu glucose. Điều này giúp giảm nguy cơ đường huyết tăng đột biến sau khi ăn. Các hợp chất thực vật độc đáo trong cơ thể em có thể làm tăng độ nhạy insulin và kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn nữa đó ạ. Ốc thấy là các mẹ bầu thường hay khoái ăn đồ chua lắm nè. Hay là cái món Su Su mà ngâm chua ngọt, chắc là mẹ của chim sẻ sẽ thích lắm nè. Dạ đúng rồi, mẹ em thích ăn đồ chua lắm. Vậy thôi sẵn đây, Dr. Khỏe giới thiệu về cái món Su Su ngâm chua ngọt cho chim sẻ cùng biết luôn đi Dr. Khỏe. Đây là món Su Su ngâm chua ngọt. Chúng ta chuẩn bị từ 4 đến 5 trái Su Su và các nguyên liệu như sau: giấm, đường, tỏi, ớt. Chúng ta nấu 1 lít nước lọc, 150g đường trắng, thêm 1 đến 2 thìa cà phê đường vàng, giấm gần nửa chén cơm, thêm 1 ít muối, nấu sôi rồi tắt bếp để thật nguội. Trong lúc nấu, nêm lại cho có vị chua ngọt vừa ăn. Su Su chọn trái tươi ngon, gọt vỏ, bỏ hạt, cắt nhỏ rồi rửa sạch, cho nước nấu đã nguội vào ngâm, đậy kín lọ để khoảng từ 1 đến 2 ngày sau là ăn được. Nhưng mà khi các mẹ bầu sử dụng Su Su á, thì có cần phải lưu ý điều gì để mà tránh những cái tác dụng phụ không Dr. Khỏe? Các mẹ bầu có thể ăn Su Su từ 2 đến 3 bữa một tuần. Ngoài ra, cần bổ sung đa dạng các thực phẩm khác nha. Chim sẻ, xíu nữa xong chương trình này nè, em nhớ mang về cho mẹ của mình một hũ Su Su ngâm chua ngọt nha. Dạ, em cảm ơn mọi người ạ. Nhớ ngoan và chăm sóc mẹ chu đáo nha, chim sẻ. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ trong vườn nhà xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và mong là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình Dr. Khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.